Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là bảng công tắc điều khiển điều hòa của Ford Transit V348. Quy cách đóng gói của sản phẩm, mỗi một sản phẩm được đóng trong một hộp, có chiều dài là 22, chiều rộng là 13 và chiều ngang của nó là 10. Ở bên trong đựng cụm công tắc là đựng một lớp xốp bóp để chống va đập, chống xước. Trên mặt phía mặt của bảng công tắc là ba lúm điều khiển, bao gồm là điều khiển nóng lạnh, điều khiển quạt và điều khiển hướng gió cho người dùng. Với cái sản phẩm của sản xuất theo tiêu chuẩn OEM của công ty Ford, mọi vật tư nó đều có mã số, mã vạch để chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra xem nó có đúng phù hợp với dòng xe của mình hay không. Đây là bốn cái tai, bốn điểm vít để chúng ta bắt vào bảng táp lô của xe. Phía đằng sau của cụm công tắc là cái rắc cắm điện để điều khiển hệ thống điều hòa. Đây là người ta cũng có ghi luôn là mã của sản phẩm này, đặt tiêu chuẩn này và mã của hàng. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người cái sản phẩm đó, đấy chính là cái bảng công tắc điều khiển điều hòa của xe Transit V348. Anh em có nhu cầu cần tư vấn về sản phẩm thì liên hệ Zalo với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.